hôm nay cho mọi người ngắm em đực dây đen. Cũng là lần đầu tiên cho em ra ngoài. Đây, đang phản đối cái xích, chưa xích bao giờ. Đấy, nhưng mà để nó quen xích thì nó nhanh lắm, tí là nó sẽ quen ngay. Đây là lần đầu tiên ra ngoài, nhưng mà cái con chó thần kinh nó tốt đấy thì nó sẽ cập nhật rất là nhanh, nó không e ngại, nó rất nhanh để cho nó theo cái kiểu là hoàn toàn tự nhiên như ở nhà. Đấy rồi, ăn mía, ăn bã mía hả? Để mọi người ngắm nó một chút. Nói chung là con đen này và con dây nâu thì nó rất là giống nhau. Đó. Đây ở cùng cái chỗ góc quay thì mọi người sẽ thấy nó khác nhau một chút là cái con dây đen này, cái mảng màu vàng ở cái chân trước này của nó thì nó không vàng hết như là con dây nâu. Còn về cái mặt của chúng nó thì có thể nói là chúng nó giống nhau 99%, có thể nói như vậy. Mọi người sẽ cứ xem hai cái video để mọi người so sánh, mọi người sẽ thấy. Hay là kể cả cái khung gọng, các thứ của nó, mọi người sẽ thấy là nó rất là giống nhau. Con đen này thì hôm nay được ra chơi lâu hơn con nâu và thời tiết nó mát mẻ hơn nên là con chó nó thoải mái hơn con nâu một chút. Con nâu là ra ngoài đúng hôm trời 40 độ, hôm nay thì nó chỉ có 35 độ thôi, nói chung là tương đối là mát mẻ. Em đen này thì nhỡ cái lịch về Hải Phòng và hy vọng là em sẽ có thể ở lại Hà Nội. Hy vọng là như vậy, sẽ có duyên ở lại Hà Nội. Nếu ở lại Hà Nội được thì tuyệt. Vì là cái đàn này cũng muốn là sẽ có một con đực là nó ở gần nhất. Đó, mọi người nhìn cái mặt của nó có thấy nó giống con nâu không? Khung gọng thì nó tương đương. Nếu mà nói về sau thì cái con trong cái đàn này mấy con đực nào đi ra đây nào. Trong cái đàn này mấy con đực thì có lẽ là cái con nâu là nó sẽ to hơn con đen này một chút, có lẽ thế. Vì hiện tại bây giờ là cái xương về nói về cái chân cẳng này kia là con nâu này chân nó to hơn một tí. Như nếu mà như con đen này thì nó sẽ là cái con ở cái mức vừa phải. Có lẽ là khi lớn lên nó sẽ khoảng tầm 50, 51, 52, 53 cân gì đấy. Tầm đấy. Khung gọng của chúng nó thì nó giống nhau. Cái khung của chúng nó là mình nuôi ở cái chỗ là cái khoảng nó rất là hẹp. Con chó nó không được vận động nhưng cái khung của nó rất là khỏe. Đó. Có một mình thôi thành ra là không gì được, để cho cái đầu nó hơi ngảnh lên nhé. Ok đây. Này, tính cách của nó thì của chúng nó với lại con nâu hay là các con khác ở trong đàn nó rất là giống nhau, nó rất là thuần chủ, nó yêu chủ. Có thể nói là như chúng nó là khó mà để phân cao thấp được. Còn những cái con giá rẻ hơn thì cái tính cách của chúng nó cũng như thế thôi. Nó có khác biệt là ở những cái điểm chi tiết của con chó, nó còn có những cái khiếm khuyết, nó không có hoàn hảo. Nó không có hoàn hảo thì nó ở cái mức giá rẻ hơn. Còn nếu mà nó cứ đều hoàn hảo thì có thể nói chúng nó là không phân cao thấp. Có thể nói là như vậy. Đấy là đánh giá thực lòng của mình đấy, là như thế. Thả tim. Đó, để cho mọi người ngắm con cún. Mọi người sẽ thấy là nó rất là thoải mái. Cho ra đây quay là để cho nó gọi là nó sáng. Nhìn cho con chó, nhìn cho nó rõ nét.
Đây để anh gỡ cái dây ra cho. Không để cho nó luồn ở dưới chân đấy nhá. Để cho nó nhích ra. Ok. Đấy, giờ cái dây nó ở bên trên. Cọc hơi thấp nhỉ. Cái này cho thoải mái. Ok. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy nó với lại con nâu nó rất là giống nhau. Về màu mảng có lẽ là con nâu này nhìn trông cái màu vàng của nó rực hơn. Vì là cái dải ở cái chân trước của nó là nó vàng hết. Đó. Mọi người có thể xem lại cái video. Hai cái video hai con để mọi người so sánh. Còn cái mặt của chúng nó thì giống nhau lắm. Thế con người thì nhìn thì ưng con này, có người nhìn thì ưng con kia. Nhưng mà mình có thể khẳng định là chúng nó rất là giống nhau về cái khuôn mặt. Chẳng qua là nhìn ở các góc khác nhau thì chúng nó khác nhau thôi. Chứ còn nhìn ở cùng cái góc độ là chúng nó rất là giống nhau. Đó. Đây là hôm nay là để quay cho chúng nó những cái góc độ để mọi người sẽ nhìn nó với con nâu, sẽ nhìn thấy chúng nó rất là giống nhau. Có thể giống nhau, có thể là không phân biệt được luôn. Đó. Nếu mà nhìn cái mặt thì hy vọng là em đen này sẽ có duyên ở lại Hà Nội nhé. Còn mấy con cái còn chưa được ra này nào đâu. Như cái đàn này tính ra là cứ con nào mà được ra ngoài thì con đấy có chủ, hoặc là con nào có chủ thì được ra ngoài, vì không có nhiều thời gian để cho lần lượt từng con ra một. Mọi người ngắm thì có thể là mọi người đều ngắm video ở nhà đấy. Đó. Đó. Nhìn nó với con nâu nhìn giống nhau không? Đấy, khi nó há miệng ra nhìn nó với con nâu nhìn cho nó giống, rất là giống nhau. Và cái con chó, cái con rốt của cái đàn này hay là của các cái đàn mà ở cái mức giá cao của trại, thì mọi người nếu mà là cái người gần chó, mọi người xem, mọi người có thể cảm nhận được cái tính cách của chúng nó, là nó có một cái độ, có thể nói là nó có một cái độ hiểu ý từ bé. Nó có một cái gọi là hiểu như thế nào, nó có một cái gọi là mà nó mang cái tính chất nhân tính. Nó hiểu, nó hiểu chuyện. Đó, ngắm cho mọi người xem em đen một tí. Ở đây thì nó còn có nắng, nắng cuối chiều. Đó. Thì ra đây quay là để cho nó có cái đủ cái sáng để cho mọi người ngắm cho nó rõ nét. Ok. Chúng ta đi vào trong đi. Tay một tay vừa dắt dây vừa dắt chó, có một mình thôi. Đi, đây. Lần đầu dùng dây. Thôi, ăn lá làm gì? Lá có gì mà. Đó. Người sẽ thấy chút thôi. Ok. Đi ra đây. Thôi, đi về đi. Đi. Giờ mới được về. Đây nhá. Đây là lần đầu tiên ra đường đấy. Đó. Lần đầu tiên ra đường. Nào, tránh ra để cho xe họ đi đã. Nó to phải 3-40 cân chắc. Nó to phải 50 cân. Đó. Đây nha, đi. Mọi người sẽ thấy cái thần kinh của con chó là nó như thế nào. Nó có dạng chó hay không thì nhìn ở cái thái độ nó sẽ biết. Đây là lần đầu tiên ra đường, nhắc lại để mọi người biết được, ai mà từng dắt chó
ra ngoài đường rồi thì sẽ hiểu được cái sự khác biệt của chúng nó. Đây. Con nâu cũng thế, con nâu mà dắt đi thì nó cũng như thế này thôi. Nhưng mà hôm nay con nâu nó đi ra trời nó quá nóng, đường nó nóng nên là không có cho nó đi được. Đi. Đó. Đi với chủ là nó không ngại gì cả. Ê, về gần đến nhà rồi, chết à. Ở kia này có một em cún đang thò đầu ra. Thôi, bế nó lên đi. Ôi giời, đó. Và nào. Sợ nhất là chó thả rông, kinh lắm. Vì là không phải là tính cách của con chó nào nó cũng thân thiện. Đi về. Nhất là những cái con mà nó xù lông là kinh. Thôi, bây giờ. Như con này là mình gặp rồi, nó từng xù lông thôi. Quan trọng nhất là hiểu được cái tính. Như hai con này, yes. Không không xuống đâu. Hai con này thì con đen này thì ok này, rất thân thiện. Nhưng con khoang kia thì mình không có niềm tin vào nó. Cho nên là tốt nhất là bế chó của mình lên, chứ mình không có niềm tin vào nó. Nào, đi về. Thôi. Hôm nay là không xù lông lên thì còn được. Xù lông lên là không chơi đâu. Xù lông lên là không chơi đâu nhá. Ok, về đến nhà rồi. Thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.